Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung đề cập tới những định hướng của các chuyên gia về hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai, qua đó đáp ứng nhu cầu của sự phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra. Trước hết là những tin tức chuyển đổi số nổi bật trong tháng qua, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Tỉnh Lào Cai luôn xác định công cuộc chuyển đổi số của tỉnh phải thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên đối với các nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức xúc cần làm ngay. Các hoạt động ứng dụng, đầu tư, phát triển công nghệ thông tin phải thực hiện tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, cơ bản các hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo hiệu lực hiệu quả và đổi mới, thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực dân cư, thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội nghị cũng đã nghe các chuyên gia phổ biến những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, định hướng tư vấn cho tỉnh Lào Cai triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc của các sở ngành địa phương trong thực hiện chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu là các cán bộ, công chức, viên chức, chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, đã được các chuyên gia về công nghệ hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ 1, 2 và 3 đối với các hệ thống thông tin tại cơ quan đơn vị địa phương. Giới thiệu về Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin mạng tỉnh Lào Cai gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quản lý vận hành các thiết bị, hệ thống về an toàn thông tin đã được đầu tư. Hướng dẫn cài đặt, triển khai công cụ giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin quan trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Hội thảo có sự tham gia của trên 200 cán bộ quản lý, đại diện các trường học trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị tham gia đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung quan trọng như khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục, tính ưu việt của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục như dạy và học trực tuyến, các đề án của chính phủ và của tỉnh Lào Cai trong việc chuyển đổi số giáo dục. Đây là hội thảo đầu tiên quy mô lớn của ngành giáo dục Lào Cai bàn về quá trình chuyển đổi số của ngành, nhằm từng bước bắt kịp bước đi của thời đại trong bối cảnh của cách mạng 4.0, hình thành hệ sinh thái và các giải pháp kết nối hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý nhà trường và chia sẻ nguồn tài nguyên số, tạo lập môi trường tương tác tích cực giữa nhà trường, giáo viên, gia đình và học sinh nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Trường Trung học Cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai vừa tổ chức ngày hội STEM Robotics kết nối chuyển đổi số trong dạy học ngoại ngữ mở rộng lần thứ nhất. Tại ngày hội, các em học sinh tham gia trải nghiệm hoạt động STEM, xem các câu lạc bộ STEM trưng bày giới thiệu, giao lưu trình diễn robotics, tham gia lập trình tin, dạy học lập trình, kết nối câu lạc bộ tiếng Trung với trường cao cấp nghề huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, câu lạc bộ tiếng Anh với các trường trên địa bàn thành phố. Ngày hội STEM Robotics là dịp để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, kết nối chuyển đổi số trong học ngoại ngữ, tự tin thể hiện đam mê, khả năng khám phá khoa học công nghệ, cũng như nơi khơi nguồn cho cảm hứng sáng tạo cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành địa phương, công tác chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Đặc biệt, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đem lại tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn và đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về nội dung này. Có thể thấy, từ năm 2001 đến nay, trong 20 năm phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh đã luôn được sự quan tâm của tỉnh, chính quyền các cấp và nhân dân. Qua đó, so với các tỉnh trong cả nước, Lào Cai luôn có thứ hạng tốt về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin truyền thông, là một trong những tỉnh đầu tiên áp dụng gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh và triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được triển khai từ rất sớm, hỗ trợ cơ quan nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ như quản lý văn bản, điều hành, một cửa điện tử, hội nghị truyền hình, thư điện tử và các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp.
có cái chỉ thị 58 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thì là Lào Cai phải nói là làm khá tốt, đặc biệt trong cái điều kiện của một cái tỉnh miền núi mà Lào Cai làm như vậy là rất là tốt. Cái tinh thần, cái ý thức về cái nhận thức về cái chuyện là nhu cầu cấp thiết về chuyển đổi số thì rất là cao, tức là đều nhận thức rất là rõ về cái nhu cầu về chuyển đổi số. Chuyển đổi số là cái phương thức để chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn trong cái điều kiện của chúng ta. Đấy, mà để làm thế nào mà chuyển đổi số để cho nó trở nên thông minh, để cho nó nguồn lực hạn chế mà chúng ta vẫn giải quyết được vấn đề, phục vụ tốt cho người dân, lấy người dân làm trung tâm, không ai bỏ lại phía sau, kể cả cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Giai đoạn vừa qua cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn từ các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai công tác chuyển đổi số, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Đơn cử như tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện nay đang triển khai rất mạnh mẽ ứng dụng VSSID, qua đó giúp người dân có thể tự quản lý quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình, nắm rõ toàn bộ quá trình khám chữa bệnh, quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cài đặt rất là dễ dàng và thuận tiện. Từ đây thì mình cũng rất là dễ nắm bắt được cái thông tin về quyền lợi. Mỗi một lần tham gia là số tiền, rồi tất cả là những cái chi phí phải đóng, là mức phải đóng này, và mình được hưởng như thế nào thì là ở trên cái phần mềm nó thể hiện rất là rõ. Một trong những điểm sáng trong công tác chuyển đổi số của tỉnh thời gian gần đây chính là lần đầu tiên tỉnh triển khai thi tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội 13 của Đảng trên mạng Internet. Với việc triển khai thành công, cuộc thi đã khẳng định Lào Cai là một trong ít tỉnh, thành phố của cả nước đi đầu chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được phần mềm của riêng mình, phục vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên nền tảng Internet. Đây là một trong những sản phẩm cụ thể hóa yêu cầu đổi mới của tỉnh ủy và là điểm nhấn trong nhiệm kỳ này. Quan trọng hơn cả, đó chính là việc tiếp cận với nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện dễ dàng hơn, giúp nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống. Qua những cái việc mà tuyên truyền bằng nhiều thức, đặc biệt là cái tuyên truyền mà trách nhiệm này, thì cái nghị quyết của Đảng cũng như nghị quyết của tỉnh Lào Cai, nghị quyết của huyện Bát Sát, kể cả nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Bát Sát sẽ đi vào cái cuộc sống của người dân, nó sẽ thiết thực hơn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Lào Cai xác định công cuộc chuyển đổi số của tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc cần làm ngay. Các hoạt động ứng dụng, đầu tư, phát triển công nghệ thông tin phải thực hiện tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đáp ứng mục tiêu, đến năm 2025, cơ bản các hoạt động của cơ quan nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và đổi mới. Thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực dân cư thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tôi nghĩ là nếu gắn vào câu chuyện nền tảng lâu dài thì chuyện giáo dục vẫn là câu chuyện quan trọng nhất. Là vì cuối cùng thì vẫn là cần con người cho việc thay đổi đấy. Thì tôi nghĩ chuyện giáo dục là chắc chắn. Thứ hai là trong cái xã hội số thì cái chăm sóc sức khỏe bây giờ cũng là cái mà chúng ta có cơ hội để có thể làm được. Tôi nghĩ là mình phải tìm những cách để thay đổi cái cách mình đang làm hiện nay. Một câu hỏi ý cơ bản có thể là thế này: làm sao tôi có thêm nhiều dữ liệu, làm sao tôi có thêm nhiều kết nối để tôi làm tốt hơn cái việc hiện nay tôi đang làm. Thì tôi nghĩ là chỗ nào cũng cần phải nghĩ đến câu chuyện đấy. Nhưng ưu tiên một số lĩnh vực có sự hỗ trợ thêm của địa phương, của tỉnh là luôn là cần thiết. Với những kết quả đạt được, có thể thấy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được triển khai một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian dành cho chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.